Dạ, lời đầu tiên cho Khang xin được đại diện hệ thống Hitech Wireless xin gửi đến quý khán giả xem đài của đài Việt Pay TV lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hệ thống Hitech Wireless hiện nay vẫn đang ở tại 4 địa điểm: khu chợ Người Việt, khu chợ Sài Gòn City, khu tèo Sandwich 41 Huế Ngựa Bình hay là khu chợ Thuận Phát đường Beach với lại mặt Faden. Khang có một thông báo nhỏ nhỏ muốn gửi đến quý khán giả xem đài cũng như quý khách gần xa của hệ thống Hitech Wireless là địa điểm của chợ Người Việt hiện nay đang được remodel để có một cái chợ mới đẹp hơn, và sẽ remodel cái tiệm siêu bồ trong đó sẽ đẹp hơn nhằm mục đích phục vụ cho quý khách hàng tốt hơn. Cho nên là hiện nay tại khu chợ Người Việt, chúng tôi tạm thời chuyển về cái khu tèo Sandwich ở ngay cái góc đường Magnolia với lại đường Westminster. Nó nằm ngay trong khu 41 Huế Ngựa Bình hay là khu tèo Sandwich, ở tại địa chỉ 14082 với cái số phone mà chúng ta liên lạc là 714-903-9999 hay dễ nhớ hơn là 903-469. Và cái số phone của Hitech Wireless ngay tại chợ Người Việt là số 714-636-6631 vẫn còn hoạt động, và quý anh chị, quý cô chú nào đã quen với lại số phone đó vẫn có thể liên tục liên lạc với lại cái số phone đó, thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục phục vụ và giúp đỡ quý anh chị, quý cô chú trong cái thời gian vừa qua đã tin yêu và ủng hộ hệ thống Hitech Wireless trong thời gian hơn 10 năm vừa qua. Bên cạnh đó, nếu mà quý cô chú anh chị nào cảm thấy mình thuận tiện hơn ở cái góc đường gần Bonsa thì chúng ta có cái địa điểm ở chỗ ngay khu chợ Sài Gòn City, nó nằm ở ngay đường Brocket với lại mặt Faden. Đường Brocket bây giờ nó sửa lại mới, đi rất là thoải mái, rất là tiện lợi. Và bên cạnh đó thì ở ngay cái khu đường Beach với lại đường mặt Faden thì hệ thống Hitech Wireless cũng có một tiệm nằm ở trong chợ Thuận Phát, ngay bên trong chợ Thuận Phát, rất là thuận tiện khi quý cô chú anh chị đi chợ có thể ghé ngang và nhận được sự giúp đỡ rất là dễ dàng. Dĩ nhiên ngày hôm nay khi mà Khang quay lại chương trình Talk Show ngày hôm nay để giới thiệu về những cái sản phẩm mới cũng như là giới thiệu những cái chương trình mới, những cái plan mới, chắc chắn là những cái sale, những cái promotion sẽ tốt hơn cho quý cô chú, quý anh chị trong cái dịp lễ cuối năm cũng như là cái dịp đầu năm mới. Thì chúng ta có rất là nhiều cái dịp lễ, lễ Giáng sinh, lễ năm mới, rồi sẽ là tháng 2 lễ tình nhân, lễ Valentine và cũng là lễ New Year của Việt Nam mình. Thì chắc chắn cái chương trình của T-Mobile hiện nay vẫn là cái hãng phone đứng top đầu tiên ở trên nước Mỹ, không có thua bất kỳ hãng nào hết, với những cái chương trình vô cùng tuyệt vời. Có 3 cái chương trình lớn mà ngày hôm nay Khang muốn gửi đến quý cô chú, quý khán giả xem đài. Đó là cái chương trình Gym on Demand, chương trình Cover cái tiền phạt, và cuối cùng là những cái accessory được Lifetime Warranty. Thì đến với lại cái chương trình Gym on Demand là cái chương trình tốt nhất hiện nay mà chưa có cái hãng phone nào, Khang lặp lại là chưa có cái hãng phone nào có được cái chương trình mà đổi phone với một cái kiểu phone smartphone. Tức là sao? Tức là khi quý anh chị xài những cái smartphone mới giống như là những cái Samsung Note 5, những cái Galaxy S6 hay là những cái iPhone 6S, 6S Plus giống như này, mình có quyền mình đổi phone 3 lần trong vòng 1 năm. Khang lấy ví dụ bây giờ mình đang xài iPhone 6S Plus nhưng mà đến năm sau nó sẽ ra iPhone 7. Chúng ta có quyền bỏ trade-in cái iPhone 6S Plus để đổi lấy cái iPhone 7, không tốn bất kỳ một đồng nào hết. Cái chương trình này là chương trình tốt nhất hiện nay. Hoặc là chúng ta xài Samsung Note 5, năm sau nó sẽ ra Samsung Galaxy S7 hoặc là Samsung Galaxy S6, S Plus. Tất cả những cái loại Samsung nào chúng ta thích, chúng ta có quyền switch qua trong vòng 1 năm, chúng ta được switch qua tới 3 lần nữa. Và bên cạnh đó, hiện giờ thì cũng đang còn rất nhiều người đang sở hữu những cái Samsung S5, những cái iPhone 5, iPhone 5S. Thì đây là một cái cơ hội rất tốt để chúng ta trade in những cái phone mà chúng ta cảm thấy nó đã lỗi thời rồi. Ví dụ như cái iPhone 5S, chúng ta trade in vô, chúng ta lấy iPhone 6S, mỗi tháng chúng ta chỉ trả có 15 đồng thôi. Cái số tiền là cái số tiền rất là rẻ mà chưa có cái hãng phone nào dám offer cái chương trình là một năm được đổi phone cho đến 3 lần với cùng một cái value giống như vậy. Cái chương trình này là cái chương trình quá tốt hiện nay. Bên cạnh đó, T-Mobile chơi chọi hơn tất cả những hãng khác là chương trình Early Termination Fee Cover. Tức là T-Mobile sẽ buy out, tức có nghĩa là khi quý vị nào đang có contract với lại Sprint, với Verizon, với AT&T mà cảm thấy cái service ở bên đó nó quá mắc tiền là một. Thứ hai nữa là cái service nó không được good. Ví dụ như có những người phàn nàn về cái hãng Sprint, tại sao cái phone của nó mà tôi đem đi lên cái vùng núi, vùng sâu, vùng xa hay là ra sát biển xài không được. Hay là cái Verizon, đặc biệt Verizon có một cái điều rất là khó chịu là nhà ai mà gần ở những cái gầm freeway là Verizon không có cách chi xài được hết. Còn AT&T thì bill quá mắc mà internet
thì khi mà xài over sẽ bị chạc 1.99 đồng cho 1 MB. T-Mobile hiện nay với lại cái plan là unlimited talk, text và internet. Tức là internet sau khi chúng ta xài hết rồi, chúng ta vẫn được xài unlimited 3G, tức là vẫn chạy với lại cái tốc độ chậm. Unlimited không bao giờ bị giới hạn lại. Và nếu mà quý vị nào đang có hợp đồng với Sprint, với Verizon, với AT&T mà port nó về T-Mobile thì T-Mobile cover up to 650 đồng. Khang xin nhắc lại, up to 650 đồng, cái tiền phạt của bên cái hãng bên kia. Quý vị có thể sử dụng cái tiền đó để trả lại tiền phạt, chúng ta sẽ còn dư lại được một ít. Hoặc là chúng ta sử dụng cái tiền đó vào mục đích của chúng ta, T-Mobile sẽ trả lại cho một cái thẻ credit card và trả cái thời gian rất là mau, chỉ trong vòng 30 ngày là cái thẻ credit card của cái tiền termination fee của cái hãng đó. Và cái chương trình này vô cùng dễ dàng và quý vị không có phải lo giấy tờ hay là không có phải lo suy nghĩ là tôi phải làm như thế nào. Chỉ cần đến tiệm của T-Mobile của chúng tôi tại 3 địa điểm. Địa điểm nằm ở trong khu Tèo Sandwich, khu Bún Bò Huế Ngự Bình, đường Magnolia với lại đường Westminster. Địa điểm thứ hai là chỗ khu chợ Sài Gòn City. Và địa điểm thứ ba là chợ Thuận Phát, đường Beach với lại McFadden. Quý vị nhớ nha, ngay đường Beach với lại McFadden. Bên cạnh đó, T-Mobile lần đầu tiên chưa một hãng phone nào, hôm nay Khang nói ba cái chuyện lần đầu tiên T-Mobile làm là chưa có cái hãng phone nào offer những cái gọi là high-end accessory, tức là những cái loại accessory mà khi mình xài người ta biết mình xài cái gì. Có nhiều người nói là ồ, tại sao tôi mua cái tai nghe ở ngoài Walmart chỉ có 30-40 đồng thôi, tại sao tôi phải mua cái này? Đây là cái tai nghe, là tai nghe Beats Audio mà nó wireless nữa, tức là chúng ta chạc đầy cái tai nghe này, chúng ta nghe nhạc, nó có những cái âm chép, âm bass rất là hay. Mà cái hertz của nó đó là từ cái lowest hertz là 410 cho đến cái highest frequency là 14.800, tức là cái âm thanh ra rất là mượt mà, rất là êm dịu, mà nó không có gây cho mình cái sự nhức đầu. Cái Beats Audio của Dr. Dre này đó là chúng ta có thể nghe nhạc được liên tục 8 tiếng đồng hồ, và nếu mà chúng ta chỉ dùng nó để nói phone thôi đó, được 2 ngày không cần phải chạc lại. Đó là nói về cái accessory của Beats Audio. Và hiện nay là tất cả những cái sản phẩm ở trong tiệm của T-Mobile là đều được Apple Certified, tức là nếu có bị hư, chúng tôi lifetime warranty cho tất cả những sản phẩm liên quan đến Tech 21 của Bill Gear. Và đây là hai cái sản phẩm về car chart với lại về cái iPhone cable này. Không có tiệm nào ở trong khu vực này dám lifetime warranty và accessory như là tiệm của hệ thống Hi-Tech Wallet. Đây là cái điều mà quý cô chú, quý anh chị nên nhớ. Chúng tôi lifetime warranty cho cái accessory. Và đến những cái miếng kiến dán, ở Việt Nam nó hay kêu là cái miếng kiến cường lực, ở bên này mình kêu là tempered glass á. Thì cái tempered glass này nó bảo đảm là cái đạn bắn vô nó sẽ không bể là một. Và bây giờ cái loại tempered glass mới nó không có phải nó làm bằng kiến như ngày xưa mà rớt xuống sẽ bể. Cái tempered glass bây giờ nó làm bằng thủy tinh mà nó pha với lại silicon, nó vừa cứng mà nó vừa dẻo nữa. Đây là cái công nghệ mới nhất, nó kêu là safe seal. Tức là khi mà nó bị chày thì cái silicon nó tự động nó sẽ seal lại cái màn hình đó. Giống như là cái phone của Khang đang xài cái loại đó của Rola, thì cái vết chày á bây giờ nó gần như rất là khó thấy. Bởi vậy những cái sản phẩm tốt như vậy nó mới lifetime warranty. Và nếu mà ai mà đang xài những cái Samsung, từ rày về sau xài Samsung không thể nào thiếu được cái sản phẩm này, đó chính là cái wireless charge. Bây giờ những cái Samsung có thể người ta bị hư những cái chân charge như thế này, người ta không sạc được nữa, chuyện đó bây giờ chuyện hết sức bình thường. Tại những cái chân chạc này bây giờ nó đã không còn quan trọng nữa. Với cái wireless charge, khi đi về tối, đi làm về, chỉ việc bỏ cái phone lên trên đó và cái phone nó sẽ tự động nó charge, và chúng ta không cần phải suy nghĩ đến những cái hư hao, những cái tổn thất, những cái mất mát khi mà chúng ta phải bỏ tiền ra, chúng ta phải sửa cái chân charge đó. Một lần sửa cái chân charge, Khang nói thiệt, cái tiền chạc để mà sửa cái đó 40-50 đồng. Thì thay vì 40-50 đồng đi sửa một cái chân charge đó, chúng ta mua cái này thì không bao giờ cái chân charge nó sẽ bị hư nữa. Tại vì mình đâu có cắm vô nữa đâu, mình mua về mình chỉ bỏ nó lên như vậy, tối đi làm về mua về bỏ lên một cái là nó tự động nó charge cho mình rồi. Chỉ công nghệ này là cái công nghệ mới nhất hiện nay đó. Thì đó là ba cái chương trình lớn nhất mà ngày hôm nay Khang muốn cover lại một lần nữa để cho quý anh chị, quý cô chú nắm được cái chương trình sale của T-Mobile. Đó là thứ nhất là cái chương trình Chum on Demand, là chúng ta được đổi phone một năm cho đến 3 lần. Bất kỳ cái phone nào mới ra, cảm thấy thích cái phone đó, thú vị với cái phone đó, hài lòng với cái phone đó, đơn giản là ra tiệm T-Mobile của hệ thống Hi-Tech Wallet là chúng ta có thể đổi phone một cách hết sức là dễ dàng. Đó, hiện nay thì quý vị cũng thấy là lúc nào Hi-Tech Wallet cũng có cái đường line online để mà giúp đỡ quý khách hàng hết trơn đó.
từ những câu hỏi nhỏ nhất cho đến những câu hỏi lớn nhất, thì quý vị cứ gọi vô, không biết cái gì cứ gọi vô, hoặc là đến ngay trực tiếp ba địa điểm thì sẽ có mấy em cũng như là mấy anh ở đây sẽ giúp đỡ hết sức là tận tình. Và cuối cùng thì Khang xin được nhắc lại một lần nữa là hiện nay cái chợ Người Việt chúng ta đang remodel lại để có một cái khu chợ mới hơn, đẹp hơn, với một cái tiệm phone build ở trong đó lại. Thì hệ thống Hitech Palace đang build một cái tiệm phone rất là đẹp ở trong đó trong cái thời gian sắp tới, để mà phục vụ quý đồng hương, quý anh chị ở gần ở xa có được những cái service, những cái hợp đồng siêu bồ tốt nhất. Cho nên là hiện nay chợ Người Việt sẽ tạm remodel trong một cái thời gian khoảng độ 6 tháng. Thì trong cái thời gian này, quý cô chú, quý anh chị nào đã từng tin yêu và ủng hộ hệ thống Palace qua cái chợ Người Việt thì bây giờ chúng ta sẽ ghé về ba địa điểm còn lại, là ở ngay trong khu bún bò Huế Ngự Bình, ở chỗ góc đường Magnolia với lại đường Westminster. Và nhớ là trong khu bún bò Huế Ngự Bình với lại khu tèo Sandwich ha. Cái địa điểm thứ hai nó sẽ nằm ở ngay chỗ chợ Sài Gòn City ở đường Brockes và đường McFadden. Và địa điểm thứ ba là chợ Thuận Phát ở đường Beach và McFadden. Quý vị nhớ nha, chợ Thuận Phát đường Beach với McFadden ngay ở trong chợ, vừa vô cửa chính chợ bên tay phải. Quý vị thấy ngay một cái quầy tiêu bồ rất là đẹp, rất là sáng sủa. Và những anh chị em ở đây luôn luôn sẵn sàng để mà phục vụ quý anh chị với cô bác với cái chất lượng phục vụ tốt nhất. Và sau đây là Khang cũng xin gửi lời cảm ơn rất là sâu sắc đến tất cả quý cô chú, quý anh chị đã tin yêu và sử dụng cái dịch vụ của hệ thống Hitech Palace trong thời gian vừa qua.